Trong căn nhà cấp 4 ở xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, ông giáo già Lê Kim Toàn năm nay đã 80 tuổi. Là thầy giáo dạy 3 năm học phổ thông của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vẫn còn lưu giữ và luôn trân quý những hình ảnh ông chụp chung với Chủ tịch nước, người học trò yêu quý của mình. Lúc nào ông cũng nhớ cậu học trò nghèo, lam lũ, vượt lên khó khăn để học tập cho đến ngày thành danh. Nghe tin trò mất, ông thương tiếc khôn nguôi. Nói chung là rất quý anh ấy, vì anh ấy học giỏi, vừa học giỏi vừa ngoan. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ra và lớn lên ở thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày còn nhỏ, 6 anh chị em trong gia đình Chủ tịch nước đều theo học thầy Lê Kim Toàn. Có nghĩa với thầy, năm nào cũng về và gặp ở nhà, không gặp được thì gửi thư chúc mừng, thương tiếc Chủ tịch, thì đó là một tổn thất cho cả nước, cho gia đình, cho dòng họ. Trường Trung học Phổ thông Kim Sơn B ở xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn là nơi cậu học trò Trần Đại Quang theo học ngày nào. Ngôi trường nằm cạnh quốc lộ 10 nay đã khang trang. Kế tục những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, nhiều năm qua, Trường Trung học Phổ thông Kim Sơn B luôn nằm trong top có chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh Ninh Bình. Những ngày này, nhà trường vẫn tổ chức dạy và học bình thường, nhưng sự ra đi của Chủ tịch nước khiến thầy và trò không khỏi bất ngờ và luyến tiếc. Từ sau khi nghe tin bác mất đột ngột như vậy thì chúng em cảm thấy rất là tiếc, là thương xót và đau buồn. Và em nghĩ là khi là học sinh của trường Trung học Phổ thông Kim Sơn B thì em thấy mình cần phải cố gắng học tập thật tốt và rèn luyện đạo đức để xứng đáng là học sinh của ngôi trường đã từng có Chủ tịch nước theo học. Thực sự là rất là sốc khi nghe tin bác đã mất. Thì đối với học sinh của trường Kim Sơn B thì em sẽ cố gắng làm sao để bù đắp cho những thì bác đã giúp bọn em là ngôi trường mới đẹp và sẽ cố gắng học thật giỏi. Nhớ cái lần bác về thăm trường gần đây nhất là năm 2016, là tháng 8 năm 2016 là bác về thăm trường nhân dịp khánh thành nhà trường. Thì bác đã dặn dò và gửi gắm tới đội ngũ giáo viên và học sinh trong nhà trường là cố gắng phát huy những truyền thống mà nhà trường đã đạt được. Phát huy truyền thống của người Kim Sơn, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ trong việc giảng dạy và học tập, cố gắng vươn lên để đóng góp xây dựng cho quê hương, cho đất nước. Theo thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước và tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.